mày chơi chén đấy hả? Mày làm vợ mà để chồng đi cặp bồ với người khác à? Cái gì thế hả anh? Ai cho cô được gọi điện thoại của tôi? Mình cưới nhau được bao nhiêu lâu rồi? Em xem em đã làm được cái gì chưa? Anh uống nước cho đỡ mệt này. Mà sao hôm nay anh về muộn thế? Hôm nay phải tăng ca. Em biết là anh lo cho em, nhưng mà làm gì cũng phải chú ý sức khỏe chứ. Em thấy anh cứ đi sớm về khuya thế này, em thấy lo đấy. Đây là đặc thù công việc của anh, em phải hiểu cho anh chứ. Anh này. Sao? Có chuyện gì thế? Tiền sinh hoạt tháng này anh chưa đưa em. Tiền. Em suốt ngày tiền. Việc của em là ở nhà, lo cơm lo nước, có thế nào cũng không xong. Em đừng có đòi hỏi nữa đi. Em đòi hỏi gì đâu. Nhiều lúc em cũng biết là anh vất vả, nên em cũng bảo anh là cho em đi làm lại còn gì nữa. Em đi làm thì nhà cửa ai lo? Thì dù sao vợ chồng mình cũng chưa có con. Coi như là em cứ giúp anh được đồng nào hay đồng đấy chứ sao. Lỡ mai sau lại có con thì... Mai sau là khi nào? Mình cưới nhau được bao nhiêu lâu rồi? Em xem em đã làm được cái gì chưa? Cái loại đàn bà như em ý, chỉ bám là giỏi thôi. Sao anh nặng lời với em thế? Tôi chả có gì nặng lời cả. Cô suy nghĩ mà xem, sẽ có đúng không? Cả mình. Cô đang làm cái gì đấy? Cái gì thế hả anh? Không có gì. Cô làm cái trò gì đấy à? Tránh ra xem nào. Đàn bà con gái biết gì mà đụng vào. Nhớ ảnh hưởng đến công việc của tôi thì làm sao? Thì em thấy hồ sơ anh để trên bàn bừa quá, em sắp xếp lại thôi mà. Tôi cấm cô lần sau được đụng vào đồ của tôi, nghe chưa? Anh ơi, anh có điện thoại này. Ai cho cô đụng vào điện thoại của tôi? Anh, hôm nay chủ nhật anh có đi làm không? Em đang định vợ chồng mình đi shopping hôm nay đấy. À, không được rồi. Hôm nay anh phải đi gặp đối tác bàn về dự án mới. Chán thế. Thế thì anh nhớ uống ít thôi đấy. Chú ý giữ gìn sức khỏe vào. Xong rồi tối về sớm với em. Lâu rồi vợ chồng mình cũng không có bữa nào trọn vẹn cả. Ừ, anh biết rồi. À, lúc nãy em có đọc được một bài báo đấy. Mà nó nói cái này không biết có đúng hay không. Nó bảo là những người vợ mà có chồng làm văn phòng ấy thì thường dễ bị cắm sừng lắm đấy. Không biết em có bị thế không? Em cứ đọc mấy cái bài báo lá cải, vớ va vớ vẩn. Thì em thấy nó nói cũng đúng mà. Dạo này anh cứ toàn đi sớm về khuya thôi, xong rồi toàn cáu gắt em những thứ linh tinh nữa.
Anh có giấu em cái gì không đấy? Linh tinh. Làm gì có cái gì mà giấu. Thế anh không giấu em thì anh đưa điện thoại để em kiểm tra cho chắc. Này, em ở nhà rảnh quá không có việc gì làm, đọc báo lá cải rồi bây giờ nghi ngờ cả anh à? Bực cả mình. Tình yêu chờ anh có lâu không? Cho anh xin lỗi. Ở kia. Nào, ra đây cho anh xin lỗi. Anh làm cái gì bây giờ mà đến? Anh đến muộn một tí à? Thôi, cho anh xin lỗi nhá. Em tha lỗi cho đấy. Đấy, thế có phải là xinh không? Thế chuyện anh với Như anh giải quyết thế nào rồi? Như bắt đầu nghi ngờ rồi đấy. Bây giờ bọn mình phải cẩn thận hơn. Nó biết rồi thì cho nó biết luôn đi. Em chờ anh thêm một thời gian nữa để anh xử lý mọi việc hợp lý đã. Mà hơn nữa, ly hôn đâu có đơn giản. Em chờ anh được 2 năm rồi, chờ thêm vài tháng thì có là gì, có đúng không? Mà hơn nữa, căn nhà này đã đứng tên em rồi còn gì nữa. Thôi cũng được, chứ biết làm sao bây giờ. Để em chịu thiệt thòi rồi, anh bù đắp cho em nhá. Này, shipper ship đồ kìa. Em đặt cái gì đấy? Nhà rộng với đẹp quá nhở. Sao mày lại đến đây? Như, em đi đâu đấy? Em đi về đi. Bỏ ra. Cô làm cái trò gì đấy à? Tránh ra xem nào. Đàn bà con gái biết gì mà đụng vào. Nhớ ảnh hưởng đến công việc của tôi thì làm sao? Anh ơi, anh có điện thoại này. Ai cho cô đụng vào điện thoại của tôi? Alo, alo. Sao hôm nay lại gọi điện cho em giờ này thế này? Không sợ con Như nó phát hiện ra? Bao lâu rồi? Tôi hỏi hai người bao lâu rồi? Không ai trả lời à? Thế để tôi trả lời hộ nhá. Ít nhất là 2 năm rồi đúng không? Còn mua nhà cho nhau nữa cơ mà. Em bị làm cái gì đây? Tôi có làm cái gì đâu. Mà sao anh phải bảo vệ ghê thế? Tôi có làm gì đâu. Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi mà. Dù sao thì cô ta cũng là bạn thân của tôi còn gì. Thu à, tôi biết cô là một người đào hoa và lẳng lơ, nhưng không bao giờ tôi nghĩ là cô lại làm trò này sau lưng tôi đâu đấy. Uổng công tôi coi cô là chị em tốt. Chị em tốt á? Tao chưa bao giờ coi mày là chị em tốt với tao cả. Mày xem lại bản thân mày đi. Mày có xứng với anh Cường không? Mày làm vợ mà để chồng đi cặp bồ với người khác à? Mày bảo ai xem lại bản thân cơ? Chính mày mới là người phải xem lại đấy. Mày có còn liêm sỉ không hả? Sao mày trơ trẽn đấy hả? Cô làm trò gì đấy à? Bây giờ hai người bảo vệ nhau tốt lắm. Tôi nói cho anh biết nhá, Thu ấy, nó yêu anh chỉ vì tiền thôi. Thu là người thế nào? Tôi biết hết, không cần cô phải nói. Được rồi, để tôi trông mắt lên xem hai người hạnh phúc được bao lâu nhá. Để rồi xem thì cái lúc anh khó khăn ý, nó có ở bên cạnh anh không, hay là nó bỏ theo đứa khác giàu hơn. Còn Thu, tôi nói cho cô biết, dùng lại đồ người khác đã vứt đi rồi thì không vẻ vang gì đâu. Thì đối với tôi bây giờ, anh ta chỉ như đống rác vứt đi thôi. Anh cứ làm đơn đi, rồi tôi sẽ ký. Còn bây giờ,
Chào. Chào đấy. Anh đến đây làm cái gì hả? Cút ra khỏi nhà tôi. Anh xin lỗi. Xin lỗi á? Tôi không muốn nghe lời xin lỗi từ anh đâu. Anh đi về đi. Như, anh biết anh sai rồi. Hãy tha thứ cho anh. Xin lỗi á? Nghe dễ dàng thế. Không phải là vì anh phá sản, cái Thu đi theo đứa khác giàu hơn, nên anh mới đến đây để quỳ lạy xin lỗi tôi à? Như, anh biết là anh sai rồi. Là anh không nghe lời em. Em cho anh một cơ hội nhá. Anh hứa sẽ trở thành một người chồng tốt. Người chồng tốt á? Anh không có tư cách để nói từ đấy đâu. Đã từng bỏ đi trong lúc người khác khó khăn nhất để đi tìm của lạ, bây giờ đến lúc xa cơ lỡ vận rồi mới quay về để cầu xin tôi à? Anh có đáng mặt làm đàn ông không hả? Không đáng đâu. Anh cút đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nhưng anh biết lỗi rồi. Xin em hãy tha lứ cho anh. Dù em có đánh, có chửi anh gì cũng được.